ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Gương hiếu thảo. Bộ phim Nhị thập tứ hiếu tập 12, bán thân nuôi cha. Cha, con đã về rồi. Cha, nè, cha bị sao vậy? Cha, từ 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 từ. Ngồi đi cha. Con trai. Dạ. Con nói là đi bán vải, sao mà về sớm vậy hả? À, trên đường đi con gặp cướp. Cái gì? Con không sao chứ hả? Vậy đồ của nhà chúng ta, đồ đạc vẫn còn chứ con? À, cha, cha yên tâm đi, con vẫn ổn, đồ đạc thì vẫn còn đó, con đã tránh bọn họ từ rất xa. À, cũng tại sức khỏe của cha không được tốt. Con phải dịch giải nuôi cha, chữa bệnh cho cha. Thiệt lực cực cho con quá. Cha, sau này chuyện của nhà chúng ta cha không cần phải lo lắng, đã có con rồi hả? Theo như cha thấy, con không cần phải lo cho cha, cứ để cho cha chết sớm cho rồi đi. Cha, cha vừa nói cái gì vậy? Sau này cha không được nói những lời không may mắn đó, cha phải sống cho thật lâu nha. À, đúng rồi cha, con kể cho cha nghe chuyện này. À, nói đi con. Chuyện lúc nãy cha cũng đã biết rồi. Ờ. Con có nghe nói bây giờ cả Sơn Đông này khắp nơi khói lửa, e là chúng ta phải đi nơi khác sinh sống. Cái gì chứ? Đi nơi khác hả? Phải, đi nơi khác an toàn hơn, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, nó không chừng bệnh của cha sẽ khỏi đó. Ờ, không được, được, không đi, không đi, không đi. Cho dù cha có chết cũng sẽ ở quê nhà. Cha, cha hãy nghe con nói vài lời. Cho dù cha không nghĩ cho bản thân cha thì cũng hãy nghĩ cho hài nhi chứ. Cha coi đó, hài nhi chưa có thê tử, vùng đất này vừa có đạo tặc vừa có đánh nhau như vậy, cha không sợ hài nhi ngày nào đó sẽ gặp bất trắc sao? Con muốn thì đi một mình đi. Ê cha, chẳng lẽ cha không muốn thấy cháu chắc tương lai của cha sao, hưởng niềm vui với con cháu hả? Được vậy thì rất tốt, có phải không cha? Cha. À, thôi được rồi, vì cháu của cha, cha nghe lời của con. Dạ phải. À, cha, chúng ta không nên kéo dài, tôi dọn hành lý chúng ta đi ngay nha. Thôi được rồi, nhưng mà con trai à, trời trời đất rộng lớn như vậy, tao phải đi đâu bây giờ? Trời đất rộng lớn bao la, chắc chắn sẽ có nơi cho chúng ta dung thân mà. Cha cứ yên tâm đi ha. Con đi dọn dẹp đi. Được nha. Được được.
Cha. Con trai. Cha đói chưa cha? Cha, cha ăn cái này đi cha. Nè, con cũng ăn đi. Dạ thôi, dạ thôi, cha ăn đi. Con trai à, không còn nhà nữa, cũng không còn công cụ dịch giải. Vậy sau này chúng ta sống làm sao đây hả? Cha, con có tay có chân mà, còn sợ không có tiền ăn hay sao? Cha cứ yên tâm nha. Cha ăn đi cha, chúng ta tiếp tục lên đường. Được, được. Cha ngồi vững nha. Từ từ thôi. Dạ, đi. Hồ Bắc, Đức An. Cha. Cha. Cha cảm thấy nơi này như thế nào? Ở đây được đó con. Cha, nếu như cha cảm thấy ở đây được á, thì chúng ta sẽ dựng nhà ở đây nha. Bây giờ ở đây có bị đánh nhau không? Con thấy thì không có đánh nhau ở đây. Vậy hả? Vậy chúng ta dựng nhà ở đây hả con hả? Dạ, cha con mình sẽ dựng nhà ở đây. Được, dựng nhà ở đây. Đi thôi được. Cha. Nào từ từ. Đi thôi. Từ từ cha, từ từ. Nào, cha đi cẩn thận đó. Ngồi đi cha. Đây, cha uống thuốc nha. Con trai à, không uống đâu. Không uống à, cha không uống đâu. Cha uống thuốc thì mới mau khỏe lại được. Hài Nhi mới yên tâm ra ngoài kiếm tiền, cưới con dâu về cho cha chứ. Con trai à, sao con cứ luôn sử dụng cách này để ép cha phải uống thuốc vậy? Cha, con không nói thì cha đâu chịu uống thuốc. Nhưng mà sức khỏe của cha... Con nói cho cha biết đi. Vậy tới khi nào con mới chịu thành thân đi? Vậy phải đợi Hài Nhi kiếm đủ tiền đã. Vậy phải đợi tới khi nào đi? Cha, cha đừng nóng. Năm nay, năm nay chắc chắn được. Cái này là con nói đó nha. Dạ con biết rồi. Cái này là con nói đó. Cha yên tâm đi. Được, được. Nào, cha uống thuốc đi. Cha, từ từ thôi, coi chừng nóng. Được, cha biết. Đại phu, tiền đây. Vẫn chưa đủ tiền. Đại phu, ông cũng biết gia cảnh của nhà tiểu nhân, cầu mong đại phu khai ân bốc thuốc cho. Đợi Động Vĩnh kiếm đủ tiền chắc chắn sẽ trả đủ mà. Được rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp tù đồ. Được rồi, số thuốc này cậu cứ đem về dùng trước đi. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Đại phu, đa tạ ông, đa tạ ông. Cha, cha uống thuốc đi. Nào. Cha không có uống nữa. Con trai. Dạ. Là cha không được khỏe, còn một mình canh gác gia đình lại phải chăm sóc cha bị bệnh. Cha, sao cha lại nói như vậy? Nếu như không có cha, Hài Nhi đâu thể trưởng thành nên người. Mẹ mất quá sớm. Nếu không phải cha vừa làm mẹ, e là Hài Nhi không còn ở trên đời này lâu rồi. Từng ly từng tí đậm nghĩa ân tình, giờ là lúc con báo đáp chứ. Sức khỏe của cha không tốt đã liên lụy con. Đến khi nào con mới có thê tử được đây? Cha, chuyện này sớm muộn gì cũng có, cha không cần phải lo đâu. Cho dù không có con dâu, Hài Nhi cũng sẽ nuôi cha đến trăm tuổi. Không được, con phải hứa với cha,
phải giữ lại hương hoa cho Đổng gia, nếu không thì cha chết không nhắm mắt. Cha, quỳ xuống. Dạ. Bây giờ con phải thề với cha. Hôm nay Hài Nhi xin thề với cha, sẽ giữ lại hương quả cho Đổng gia, nhất định sẽ có thê tử và sẽ sinh con. Được, 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 mau đứng dậy đi. Cha, vậy cha mau uống thuốc đi. Được. Uống thuốc nha cha. Nào, từ từ. Đây. Cha, từ từ coi chừng nóng nha. Được. Nào. Thiếu gia, cậu tới rồi. Lâu như vậy chứ dịch được có nhiêu đây? Thiếu gia, một mình tôi thật sự là làm không có xuể. Cái gì mà làm không có xuể chứ? Tao thấy ngươi chỉ ăn no làm biếng. Tôi cái gì? Là Đổng Vĩnh không đúng. Sau này Đổng Vĩnh sẽ cố gắng nhiều hơn. Nói vậy còn nghe được. Hả? Đây là tiền công tháng này của ngươi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Thiếu gia, không đúng, tôi và Bùi Viên Ngoại đã nói mỗi tháng 15 xu. Ngươi xứng để nhận sao? Cái nhà này ta quyết định hết. Các dì tỷ tỷ, sao các tỷ lại tới đây? Tiểu muội, muội mau theo các tỷ về thiên đình. Nếu làm lỡ ngày quay về thiên đình thì phụ hoàng trách tội xuống, chúng ta phải làm sao? Đúng đó. Tiểu muội, các tỷ tỷ về trước đi, muội về giải thích cho phụ hoàng sao? Đại phu, đại phu, tôi cầu xin ông giúp tôi thêm lần nữa đi. Tôi thật sự là không có tiền. Cha tôi bệnh nặng, sắp không qua khỏi rồi. Đại phu à, tôi cầu xin ông, đại phu, ông mà giúp tôi đi mà. Được rồi, được rồi. Số thuốc này tôi không lấy tiền, cậu cầm lấy đi. Đa tạ đại phu, đa tạ ông đại phu. Đây là tình trạng bệnh của cha cậu, tôi nghĩ cậu nên mời cao nhân khác. Bệnh tình của cha cậu thật sự là bệnh phức tạp, rất nguy hiểm. Tôi thật sự là không đủ khả năng.
trời cầu Phật. Thiếu gia, mời. Nói đi, tại sao ngươi không làm việc vậy? Ngươi tìm ta có việc gì? Thiếu gia, hiện tại gia phụ đang bệnh nặng, xin cậu trả tiền công những ngày còn thiếu cho Động Vĩnh để tôi có thể chữa bệnh cho cha. Thiếu gia, đại ân đại đức của cậu kiếp này tôi không bao giờ quên. Hình như là ta chỉ thiếu có chút đỉnh thôi. Thiếu gia, dù là bao nhiêu, chỉ cần có thể chữa bệnh cho cha, làm tròn đạo hiếu, Động Vĩnh mãn nguyện lắm rồi. Thiếu gia, đại ân đại đức của cậu, sau này Động Vĩnh nhất định sẽ báo đáp cho cậu. Tôi cầu xin cậu, thiếu gia, thiếu gia, sau này tôi hứa sẽ báo đáp cho cậu, thiếu gia. Được rồi. Nè, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Cha, con về rồi. Cha. 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 Cha, cha tỉnh lại đi cha. Cha. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Cha, cha không thể chết. Cha, cha. Cha, cha, cha không thể chết, cha, cha, cha không thể chết, cha. Tao đau quá. Cha, cha, hãy đi bất hiếu. Sao cha bảo con đi sớm vậy cha? Đổng Vĩnh à, xin bớt đau buồn. Khi nghe tin chúng tôi dỗ dàng tới đây, chúng tôi đã hiểu cậu đã cố gắng hết sức mình. Cha, Đổng Vĩnh đã tạ đại ân của các vị. Phụ thân cậu xem như cũng đã thọ rồi. Đừng khóc nhiều, tổn hại sức khỏe. Phải đó, trước mắt điều quan trọng nhất là tìm một nơi để làm mộ cho cha cậu để ông yên nghỉ. Phụ thân lúc sống cực khổ, hôm nay dù như thế nào cũng phải để cho phụ thân được an nghỉ. Cậu một mình tới đây, nhà không dư giả, lấy gì an táng cho cha? Cho dù Động Vĩnh có phải bán thân cũng phải an táng cho phụ thân. Cái gì? Bán thân làm nô à? Đừng có nói làm vậy. Bán thân làm nô mãi mãi không thể thoát khỏi. Đúng đó. Động Vĩnh à, cậu suy nghĩ kỹ đi. Động Vĩnh đã quyết tâm rồi, các vị không cần khuyên nữa đâu. Thiếu gia. Phí mai táng cha của ngươi do Bùi gia chi hết. Nội trong 3 năm Động Vĩnh không được làm trái. Động Vĩnh à, ngươi còn điều gì muốn nói hay không? Đa tạ ơn đức Bùi thiếu gia. Hôm nay mời hai vị tới đây, mục đích là muốn mời hai vị làm chứng. Nè, hai người coi đi. Nếu như ổn rồi, Động Vĩnh mà tới đây lần vô tay đi chứ. Ăn đi. Đa tạ ông.
Cô nương, cô nương, cô có sao không? Nè nè nè, nè. Không sao. Ngồi đi, ngồi đi. Nào. Ngồi. Cô nương à, sao cô lại... Nhà tôi bị gặp nạn nên tôi lưu lạc tới đây. À, không biết nhà cô nương ở nơi nào, tôi đưa cô nương một đoạn. Phụ mẫu Nô gia đã mất, quê nhà lại đang gặp chiến loạn, không nơi để về. Vậy thì bây giờ phải làm sao đi? Ê, cô nương. Tướng công, nếu như chàng không chê thiếp thì xin chàng hãy thu nhận thiếp. Nô gia chấp nhận vì tướng công làm thân trâu ngựa, hết lòng hầu hạ. À, cô nương à, chắc là cô nương chưa biết tôi đang bán thân làm nô cho Bùi Viên Ngoại, không biết là ngày mai sẽ ra sao. Vậy tướng công có gia thất chưa? À, đến nay vẫn phòng không chiếc bóng. Tướng công Khôi Ngô tuấn tú, sao vẫn chưa có thê tử? Gia phụ mới mất không lâu, Động Vĩnh đang chịu tang cha, không dám vọng tưởng gì. Trai lớn lấy vợ là lẽ đương nhiên. Tôi tin là lão nhân gia chắc chắn ông cũng mong thấy chàng sớm ngày thành thân. À, không giấu gì cô nương, lúc tiên phụ còn tại thế cũng hy vọng là Động Vĩnh sớm ngày thành thân. Nếu là như vậy, chúng ta gặp nhau đúng là duyên phận. Tướng công, xin chàng hãy thu nhận nô gia. Cô nương à, tôi đang làm người ở cho người ta, trong vòng 3 năm không thể tự mình quyết định. Đâu có gì khó, chúng ta cùng đến Bùi gia, nhờ Bùi Viên Ngoại làm chủ là được. Vậy Bùi gia cho phép nô gia thành hôn, tiếng tốt bay xa chắc không từ chối đâu. Chỉ sợ làm khổ cô nương thôi. Sao lại khổ cho thiếp chứ? Lòng hiếu của chàng đã nổi tiếng khắp nơi, ngay cả cha thiếp Ngọc Đế. Ngay cả cha thiếp tại miếu Ngọc Đế cũng nghe tên của chàng đó. Thiếp tin thiếp lấy chàng thì cha của thiếp chắc chắn sẽ rất yên tâm. Được rồi. Thiếu gia, thiếu gia, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Cậu bớt giận đi. Hắn là tên cẩu nô tài, dựa vào đâu mà lấy cô nương xinh đẹp như vậy chứ? Dựa vào đâu? Hey, chuyện này lão gia làm chủ cho gia nô thành thân đó, giúp Bùi gia chúng ta được đỡ mày đỡ mặt. Đỡ mặt gì chứ? Giỏi cho tên Động Vĩnh đó, hắn có bản lĩnh gì, không ngờ lại lấy được cô nương như vậy. Thiếu gia, cậu nói vậy là sao chứ? Lấy được cô nương xinh đẹp hơn thì có ích gì, vẫn là nô tài của chúng ta. Ta không tin ta giày vò hắn không chết được. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, chàng mệt không? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. À, thiếu gia, thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Thiếu gia, thiếu gia. Hả? Nhỏ cho tên Động Vĩnh. Ta thắc mắc hoài, tại sao gần đây ngươi dệt ít quá? Thì ra ngươi ở đây nói chuyện yếu đương. Thiếu gia, tôi không có, mỗi ngày tôi đều... Ngươi không cần phải giải thích. Ta nói ngươi biết, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngươi phải dệt hơn nửa cái giả cho ta. Nếu không, cẩn thận bằng chó của ngươi. Tôi... Nửa cây? Bùi thiếu gia, rõ ràng cậu cố ý làm khó tướng công tôi. Hắn là nô tài nhà ta, ta muốn sai hắn làm gì? Hắn phải làm cái đó. Trừ khi... Nếu cậu nói vậy thì nô gia xin cược với thiếu gia. Được, tiểu gia cá cược không bao giờ thua. Nói đi, cược gì đây? Trong 100 ngày tôi dệt 300 cây vải để đổi lấy sự tự do của tướng công tôi, cậu thấy như thế nào? Trong 100 ngày dệt 300 cây vải? Đúng vậy. Nếu cô làm không được thì sao đây? Nếu như dệt không xong, cậu muốn xử trí tôi sao cũng được. À, nè, nương tử. Thiệt không? Lời đã nói ra quyết không rút lại. Gia lão, mau đi chuẩn bị bút mực. Chúng ta lập văn tự làm bằng. Được thôi. Đi. Nương tử à, trong vòng 100 ngày làm sao mà dệt được nhiều vậy? Tướng công chàng bình tĩnh lại, nghe theo lời nô gia là được. Thank you.
Đủ rồi chứ? Đủ rồi. À, thiếu gia, mau đem đi. Dạ. Thiếu gia, đã đủ 300 cây giải rồi. Như thế nào, cậu thua rồi? Đúng. Chúng ta về nhà thôi. Đi, về nhà. Đi. Đứng lại. Có chuyện gì? Bùi thiếu gia muốn lật lọng sao? Động Vĩnh hắn đã ký thỏa thuận 3 năm với ta. Nếu như muốn chuộc thân cho hắn, số giải này e là ít đó. Cậu, con người cậu sao lại vô lại như vậy? Tôi không tin là không có ai trị được cậu. Tính không, chúng ta đi. Đi. Nè. Đại nhân. Ừ. Bổn quan hôm nay nhận cáo trạng về chuộc thân của Đổng Vĩnh, xử án ở đây, trả lại công bằng cho đôi bên. Chức nữ, cô là nguyên cáo, cô có gì muốn nói? Đại nhân, sự thật tôi đã viết đầy đủ trong cáo trạng. Hôm nay mong đại nhân hãy làm chủ, trả lại công bằng cho tướng công tôi. Được. Bùi công tử, có gì muốn nói? Đại nhân à, chức nữ là thế tử của Đổng Vĩnh, nhưng lai lịch cô ta không rõ. Cô ta lại không có gia quyến họ hàng, cho nên hôn ước này xem như không tính, và bản cáo trạng này lại càng không tính được. Hôn nhân của con, cha mẹ định đoạt, trời đất làm chứng. Chức nữ, cô cũng nghe cậu ta nói rồi. Nếu đã như vậy thì tiểu nữ xin được nói rõ. Ta vốn là con của Ngọc Đế, ta chính là thất tiên nữ trên thiên đình, cũng là thất tiên nữ trong chúng tiên và bá tánh hay gọi. Cai quản may giá thiêu thùa và dệt vải, nên thường được gọi là chức nữ. Dạ, tiếp tục đi. Có ma mới tin. Vậy cô có bằng chứng hay không hả? Đương nhiên có. Nương tử, nàng không được nói bậy. Tướng công, chàng cứ bình tĩnh. Đại nhân, mời xem qua. Ừ? Biến. Đấy, cô đúng là tiên nữ sao? Ừ. Vậy tại sao cô lại thành thân với Đổng Vĩnh hả? Đổng Vĩnh, vì tấm lòng hiếu thảo của chàng khiến cho tôi vô cùng cảm động, cho nên tôi quyết định giúp đỡ chàng. Hắn là tên dệt vải, hắn là cẩu nô tài, hắn cũng xứng sao? Xuất thân của một người không thể tự quyết định, nhưng phúc báo của một người có thể dựa vào bản thân tích lũy từng chút một. Đại nhân, bây giờ mọi việc cũng đã sáng tỏ rồi, kính mong đại nhân minh xét. Ừ. Sự việc đã quá rõ ràng rồi. Hôm nay bổn quan sẽ trả lại công bằng cho Đổng Vĩnh. Giấy bản thân của ngươi và Bùi gia đã vô hiệu. Đại nhân. Đa tạ đại nhân. Tướng công, chúng ta về nhà thôi. Đi, đi. Mình về nhà. Đại nhân, xin ông suy xét lại. Ngươi còn gì muốn nói nữa sao? Đi đi, nhanh đi. Thượng thiên hiển linh, đúng là phúc của nơi này, và là phúc của triều đình, càng là phúc của người trong thiên hạ. Bổn quan phải thượng tấu triều đình, đổi tên cho mảnh đất này để biểu dương lòng hiếu thảo của Đổng Vĩnh. Đại nhân, vậy ngài muốn đổi thành tên gì vậy? Gọi là hiếu động lòng trời. Vậy không hay cho lắm. Vậy gọi là hiếu cảm. Nương tử, nàng có thể nào? Tướng công, đừng nói nữa. Thần tiên và người phàm luôn có sự ngăn cách với nhau. Phụ hoàng không đồng ý cho chúng ta bên nhau. Duyên phận của chúng ta đến đây đã tận. Không, không, không. Sau này chàng phải sống thật tốt, chăm sóc tốt cho bản thân được không? Nương tử, nàng đừng đi. Đừng đi. Hãy
Đừng tử, đừng tử, đừng tử, đừng tử. Nam mô A Di Đà Phật.
mong.